Kathy. Kathy. Dạ. Là ngày vui của hai cháu, hai con. Thì ông bà ngoại đến thăm dự đám hỏi. Trong này có heo quay, xôi, xôi gấc, rồi rượu, rồi giò, rồi nhiều thứ lắm. Bây giờ kể ra nhiều lắm. Thì đến ông bà đến, ông bà ngoại đến thăm dự buổi đám hỏi thì ông bà cũng chúc cho hai con được luôn luôn bên nhau, hạnh phúc bên nhau suốt đời. Thank you.
chưa kìa. Hi, we're still here. Yes, we have to see Kathy. Yes. Who was it? Do you know? There's certain things, Kathy. Was this? I didn't tell them any of this. So they're. Yeah. This is all brand new to my guys. There's three, there's five. Okay. All right. You stand in the middle. Pants on or pants off? Pants optional. Nope, your turn. Never enough. Okay, let's go. Rock, paper, scissors. Yeah. On three. Ha 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 ha
Can we give you, can you give us money anyway? There's nothing in there. We got our gift card. Okay. All right, let's get some chúng tôi là bác của cháu Vĩnh, ngày hôm nay đến xin được đám hỏi được cầu hôn với Cathy cháu Vĩnh cho ngày hôm nay, là đúng giờ để xin đến để xin phép để bắt đầu cuộc buổi lễ. Dạ, thì em là dì, cái này là dưỡng của Cathy đã được bên ba má là ông chấp nhận. Ok. Dạ, cho dưỡng Cathy dân. Dì yeah, và Dượng. Yeah. Vâng, cảm ơn dì và Dượng. Dạ, cảm ơn. Bắt đầu. Dạ, tụi em sẽ đưa gia đình vô. Dạ, dạ, mình đi tới đó rồi, tụi dâu. You guys ready? Here we go. Kính thưa quý vị bên họ nhà gái, mới được biết tên là chị Mai phải không ạ? Dạ vâng, đại diện cho bên nhà gái. Ngày hôm nay chúng tôi được phép đại diện cho gia đình của cháu Vĩnh và đại diện cho ông bà ngoại của cháu Vĩnh ngày hôm nay để mang lễ vật đến để được cầu hôn Cathy cho Vĩnh để làm cho một đời sống hôn nhân. Thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến những lễ vật đây thì xin gia đình chấp nhận. Okay. Yeah.
Dạ em cũng xin, em tên là Mai, xin cảm ơn bên nhà trai. Em là đại diện cho ba má của Cathy với lại ông ngoại để sắp nhận quà tới hỏi cưới Cathy và làm dâu. Và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cái này trước đi ha. Đây là được không? Ok, đây là con heo. Theo cái phong tục của mình là có phải có cái đầu heo để khi trước khi mà đi hỏi vợ cho con hoặc cho gia đình. Được không? Con cháu. Rồi cho cái đầu thôi. Ok, kế đến là sau bên này. Đây là xôi đỏ. Xôi đỏ để ok, để xem để trong này nhá. Tất cả các mâm quả đây là gộp 8 phần. Thành thử ra đây là bánh, đây là bánh đám hỏi. Trong này bánh dẻo này, trong này tất cả bánh ở trong này. Kế đến là cái này là mấy boy thích nhất phải không? The Hennessy. Rồi. Ok. Rồi qua bên này là cái này là gì đây? Cái này là đồ bí mật, trong này là chầu cầu, không nhìn thấy đường. Rồi, ok. Đây là nến nè, rồi bánh nè. Bánh ngọt để trực chung cho nên và hai cân cặp nến. Rồi, đây là kế đến những là trái cây tượng trưng cho tình yêu rất là mát mẻ. Và cuối cùng là trà và rượu. Rồi. Và cuối cùng là quả, cái này nặng, quả kem. Quả trong này nhé. Ok. Quà của cô dâu để đây, của mẹ cô dâu. Rồi, đó là những cái món quà để theo sự đòi hỏi của bên họ nhà gái. Thì xin mời chị mời chấp nhận. Rồi, chúc mừng. Rồi, bây giờ thì từ nãy giờ mình đang là nửa chừng phải không? Mình nói bây giờ trước nhất thôi thì chúng ta cùng cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có sức khỏe, ban cho chúng ta có những cơ hội và cuối cùng để cùng gặp nhau là đến đây cho Cathy và Vĩnh. Để xin mời chị Mai là đại diện bên nhà gái và mẹ của cô dâu đại diện được. Nhận rồi. Chấp nhận. Nói rồi mà. Ok. Rồi xin mời chị Mai và mẹ cô dâu lên đây. Không cần phải. Rồi sao? Rồi sau khi mà bên họ nhà gái đã nhận được quà thì cái giờ phút quan trọng mà tất cả chúng ta cùng đang mong mỏi đó là muốn được nhìn thấy cô dâu. Xin mời bên họ nhà gái. Thank you.
earlier, you know, as I was saying, thank you for coming. I'm Jameson's, I'm sister, Kathy's brother, Jameson. Thank you so much for everyone coming here. I'm pleased to have everyone here for our special meeting. Thank you, brother. And with that said, this is my grandpa, Jen Tai, right? And it's my aunt Mai. My uncle, Henry. I'm nervous, yeah. Ma and Christo, right there. Aunt Lan. I've seen him for like 15 years. Yeah. Uncle Henry's wife. Uncle Henry. Hey, that's Uncle Henry. Everybody here. No, man, as you know. He's kidding. Yeah. Then, and then the cousin. There's my cousin Renee, who's been a great help. Yeah. My cousin Vivian. Bert. Yep. Nathan's right over there. He's behind. These are my cousins here. Yeah. Jackson. Anna Jackson. And Nancy here, the sister. My sister Nancy. Well, this is Nancy right here. Where's Jay? And there's Jay. There's Jay. Yeah. Only 1 year old. Roy, I understand that because you have many brother and sister and relative. Yeah. Sometimes look like me, sometimes I forgot. Sorry. Thank you. Okay, giới thiệu cho tất cả quý vị bên họ nhà gái được biết. Thì trước nhất là xin được giới thiệu ông bà ngoại của Vĩnh. Là ông bà Nguyễn Văn Khánh. Ông 94 tuổi, rất là còn khỏe, còn lái xe được. Kế đến là bố mẹ của cháu Vĩnh, ông bà Nguyễn Ngọc Tâm. Chưa. À, kế đến là Tuấn, là em ruột của cháu Vĩnh. Còn có ai không biết Vĩnh không ạ? Kế đến là hai bác của cháu Vĩnh, là anh của bố của cháu Vĩnh, đó là bác Phương. Okay. Rồi đó là nhân vật cao cấp. Bây giờ tới phân giật thấp xuống chút xíu nữa. Thì kế đến là bây giờ xin được giới thiệu nhé. Em của mẹ của cô dâu là chú mẹ của chú rể, sorry. Sí, ai phụ. Là Sơn, chú Sơn. Kế đến là Tina và Hiến và các con. Kế đến là Phương và chú rể, người chụp hình đó là Hiếu. Kế đến là Hiệp đang là quay phim và vợ là Mimi. Kế đến là Chu và Chi và các con. Và cô Út thì ở trên ở Las Vegas trên đường tới và các con. Đó là những anh chị em ruột trong gia đình. Cũng của mẹ của chú rể. Kế đến là các cháu con bác Phương. Cái gì tròn mới là tròn.
các con các cháu của cô chứ, trong đó có John, Loan, Quỳnh và gia đình, và chồng và gia đình. Còn nữa không? Hai người tròn. Rồi hết chưa? Thế đến là cousin của Vĩnh là Minh. Minh hãy còn độc thân, still single. Từ nãy giờ mình nói nhiều quá, mình quên mình. Ok. Đây là bà xã, còn đây là mình, là anh cả lớn nhất, là anh của mẹ của chú rể. Và các con, các cháu. Sau đây là phần mẹ của chú rể có ít quà để tặng cho cô dâu tương lai. Cô dâu để làm quà trong cuộc đời. Bây giờ thiệt luôn. Cô dâu. Rồi xin mời. Mời nha. Ok mời. Kiss her hand, boy. Kiss her hand. Oh, yeah. Also, boy, bring the hand with the ring up. Yeah. No, not too far. Yeah. We're gonna give a kiss again. Rồi sau đây là phần rót trà để tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ cũng như là trong những người đã sinh thành ra. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót trà để mời ông ngoại. Rồi. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Còn này căng tổ lần đầu đắc lên giải lao. Thank you, Grandpa. Cảm ơn. Okay, and then we'll get up.
Kế đến xin mời ông bà ngoại của chú rể. Give to my grandma. Give to my grandpa. Do I give to your grandma? Yeah. Do we? Yeah. Oh. Yeah. Damn. Vậy sao qua ông đừng có bảo thương. Ông có đôi lời. Ông có đôi lời. Yeah. Ông có đôi lời. Để ông có đôi lời. Rồi. Hai con đứng. Ok. Thưa quý vị bên họ nhà gái, tôi là Khẩn Nguyễn và đây là Bùi Thu, hai vợ chồng tôi. Năm nay chúng tôi đã thành hôn được 71 năm. Hôm nay là ngày vui mừng nhất của cháu Vĩnh, mà cháu Vĩnh thì từ khi sanh ra cho đến bây giờ là luôn luôn gần ông bà ngoại. Tức là sanh ra là ở bên ông bà ngoại luôn cho đến bây giờ. Và hôm nay thì ngày vui mừng của hai cháu. Tôi được phép đại diện cho tất cả con cháu. Chúng tôi còn nhiều lắm nhưng mà mai nói về được. Cháu chắc có chút quà để mừng cho hai cháu, chúc cho hai cháu hạnh phúc cũng như ông bà. Trong này nặng lắm đó, không nhẹ đâu. Cảm ơn ông, cảm ơn bà. Cảm ơn. Cảm ơn đây. Cảm ơn bà. Thì ông bà cũng đặc biệt cho ông Vĩ, là gần gũi ông bà nhiều lắm. Từ lúc mới sanh ra cho đến giờ này vẫn là gần gũi với ông bà, không có ngoài ra, không có xa bao giờ hết. Ở đấy nhưng mà chúng tôi vẫn gần gũi với nhau. Thì hôm nay là ngày trọng đại của hai con, thì ông bà cũng chúc hai con được luôn luôn là hạnh phúc, chứ không phải là bao nhiêu năm nữa. Luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn thằng Cưng rồi. Cảm ơn. Được phép rồi nha. Dạ. Kế đến là xin mời bố mẹ của chú rể, ông bà Nguyễn Ngọc Tâm. Em ngồi ngoài. Giờ mới thấy tâm cười. Thank you. Uống hết rồi bố. Thêm nữa không? Đôi lời nhắn nhủ gì không? Bố mẹ nguyện cầu xin Chúa giúp cho các con thành lập được một gia đình hạnh phúc và tràn đầy những ơn thiện của Chúa cho đến khi muôn đời có thể là. Cảm ơn bố mẹ. Best wish to all of you. Okay, both of you. Thank you. Giờ xin mời dì Dượng sanh lần này. Thầy đứng một đường ngồi chi vậy Phật? Sure. Okay. Oh, for the elders. Okay. Hey, thank you. Trăm năm hạnh phúc. Yeah. Thank you. Welcome to the family. Thank you. Take care of her. Take care of me. Good care of her. Okay. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Kế đến xin mời vợ chồng dì Lan ạ. Hôm nay là ngày vui của hai con. Dì và Dự cũng có đôi lời chúc hai con. Thì cũng như bà ngoại đã truyền xuống cho hai con là lúc nào luôn luôn được hạnh phúc. Và dì cũng muốn hai mong muốn hai con luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được vui vui tươi và luôn luôn bên nhau và luôn luôn giữ nhường nhịn nhau để đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc mà ơn trên đã ban xuống cho hai con. Yeah. Yes. We have to give him the. My family. Thank you for coming. Yeah, không có gì. Xin chúc hạnh phúc. Thank you so much. Hai con hạnh phúc. Yeah. Xin mời vợ chồng dì Crystal. Xin mời bác Phương là anh của bố của chú rể. Xin mời bác Phương và gia đình và hai bác. Bác Phương. Mời bác Phương. Louis Neil. Bác muốn nói gì? Bác chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sống hòa hợp với nhau, đoàn kết với công việc, thương yêu nhau mãi mãi. Dạ. Cảm ơn bác Phương. Cảm ơn bác. Okay, first off. Okay. Tôi xin phép đại diện cho người con thứ ba của tôi, tức là Sơn. Còn người ở đây nhưng mà có bận công việc thì nhờ bố đưa cho cháu. Cảm ơn cậu Sơn. Ok, cảm ơn ông ạ. Thôi ạ. Xin mời Phương và Hiếu. Dì Phượng với chú Hiếu chúc hai con sống vui, sống khỏe, sống bình an. Cảm ơn dì Phượng. Thank you guys. Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Thank you so much. No, I don't think. Goodbye, Yifa. Yeah. Come on, Kathy. Come on, Ben. Thank you. We got excited. Hát nước quá. Cảm ơn. Kế đến là mời dì Tina và Hiến là chú Quang. Thu Nhi. Hôm nay chú Quang tới trẻ có dì Nga với lại Thu Nhi. Chúc Vĩnh và Kathy every year is happy year. Just victory. Every month is lovely month. Oh.
Every week is the honeymoon. And every day is the Valentine's Day. Okay. Chú dì và các hai em có chút quà tặng hai cháu nhé. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Thank you. Là giống như chú dì được 37 năm anniversary. Oh, thank you. Con Yi Chi, Chu Chu. Yi Chi. Xin mời Chu Chi. Chu Chu, Yi Chi. Yi Chi, Yi Chi và Chu Chu. Chu push the chair back. Yes, sir. To stand. Yeah. Đứng. Now one, two. Okay, now we step this way. Okay. Mời Yi Chi. Mời Chu Chu. Mời. Cảm ơn cả. Rồi, chú Chu đại diện cho gia đình của chú Chu chúc cho hai cháu Vĩnh, cháu Cathy lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Lúc nào trẻ đẹp, lúc nào cũng thương nhau. Dạ. Rồi. Rồi. Không có gì hết. No, mom said Monday on the way. Oh, well, okay, so rồi. Ngày mai mới có qua. It's okay, okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rồi, chúng mày kế đến là Hiệp, là chú. Đáng lời. Hiệp. Somebody hold the camera. Đôi lời thôi. I shoot myself. Congratulations, you guys. Thank you. I don't have an envelope today. My wife have all the money. So, where's mommy me? Where are you? I guess. Chăm năm hạnh phúc. No. Cảm ơn cậu Hiệp. Oh, thank you. Thank you. Rồi, cuối cùng là Mi. Oh, wow. Bác Cường. Yeah. Me and me, right? Me and my wife, my bà xã. Mình bà xã hả? Rồi, hôm nay là ngày vui của Vĩnh nha con. Yeah. For a long time, I wait for this time. Oh, ok, thì chúc Vĩnh với lại con Cathy ha. You beautiful. Thank you. So beautiful, so nice. And bác thấy cái behavior của con, cái cách đối xử của con rất là tốt. Con cố gắng, you take care of Vĩnh. And take care, không quý vị, nhưng mà take care gia đình, bố mẹ, có trên, có dưới nha. Để sống cuộc đời hạnh phúc, nhìn thấy bố mẹ là mình sống, cố gắng mình noi gương. Thì bác cũng không có lời khuyên, nhưng mà bác nói là theo cái kinh nghiệm của mình thì các con cố gắng nhường nhịn nhau. Nhất là sống ở bên này, nhiều khi mà one on one thì nó không có good lắm. Thành ra mình cố gắng mình nhường nhịn nhau để mình sống. Vậy thôi. Thì có đôi lời với bác. Chúc mừng Vĩnh với lại Cathy trăm năm hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bác Cường. Yes. Rồi, ok. Chúc mừng bác Cường. Take care nha con. Thank you. Cảm ơn bác Cường. Thank you. Yeah, good advice. Nhìn không? Nhìn ráng nhìn nha, Vĩnh tóc bạc hết luôn. Vậy đọc kinh. Rồi. Dạ, yeah. Đây hả? Đây. Đây. Theo chương trình thì danh nhận được hai bên mình đã biết nhau rồi. Con chào ông ngoại. Con không biết ông ngoại, giờ con biết ông ngoại rồi. Thì chương trình đến đây tạm là chấm dứt. Nhưng mà trước khi chấm dứt, chúng ta như vậy lúc đầu có nói là mình tạ ơn, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người chúng ta có cơ hội, có sức khỏe vào trong ngày hôm nay, nhất là trong ngày vui của hai cháu Vĩnh và Cathy, là do Thượng Đế sắp xếp để mình mới có ngày hôm nay. Để tỏ lòng biết ơn, chúng ta sẽ theo đức tin của người Công giáo, mong tất cả chúng ta có cầu nguyện. Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn ơn trên đã ban cho chúng ta những ngày hôm nay. Thì xin phép ông ngoại và tất cả gia đình chúng ta. Thưa nhị, put it down. Don't know. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
Heavenly Father, we invite you here today as we celebrate the joining of Vinton and Kathy in their engagement. We acknowledge and praise you as a creator and source of unconditional and unending love. We pray your loving spirit be poured over this engagement ceremony today. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Xin Chúa chúc lành cho buổi lễ đính hôn của Vĩnh và Kathy hôm nay được mọi sự bình an và hạnh phúc. Theo thánh ý của Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria, chúng con xin những ơn này vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you. Xin mời bây giờ